bạn ấy diễn không được. Con bé này làm trong Điền Quân nè. Nope. Sợ chưa? Nguyễn Thị Ngân của mùa thứ năm nó khác mùa thứ tư. I love you Ngân, I love you. Dễ sợ thiệt. Mà hợp lý đúng không? Hợp lý anh. Người ta hát đàng hoàng, chẳng qua là thang máy đóng cửa lại thôi. Một cái kịch bản bị ổi như vậy nó cũng nghĩ ra được. Xuất sắc Ngân, I love you. Giờ có cái gì để đoán? Con Ngân giỏi cho con Ngân, nó biết anh em mình cái mưu đồ của mình sẽ tràn xuống xe mình coi, mình xông vô xe con quỷ cho che khẩu trang luôn gọi coi. Mà bất ngờ vô cùng, tức là khi bé đang đứng ở cái ô số 2 này, bé vẫn để mặt bình thường, nó qua nó ngồi một cái nó bịt khẩu trang thiệt lẹ, Trấn Thành phóng như một mũi tên vô nửa thằng ở bịt mắt kính mít. Cảm ơn các em rồi, bây giờ chuyến xe mình tới bến rồi, mọi người xuống xe. Dễ sợ thiệt. Một hồi tôi đốt cái xe này nữa. Nó che cái màn là một lớp rồi. Cái nư tôi là tôi làm đổ cái xe đó. Bịt khẩu trang. Ai đúng vậy bà lão vậy? Chắc bà biên tập có cái nào Ngân không ta? Có cái nào Ngân nó có trang không? Ra ngoài hậu trường mà vẫn còn diện. Vẫn diện. Diễn bền lắm. Ngoại, ngoại ơi. Dạ Mai. Anh Nghĩa ơi, bây giờ nó tinh vi quá rồi anh Nghĩa. Bây giờ con Ngân nó thủ đạn quá. Thôi em nghĩ chứ em không chơi được nữa. Thiệt á, anh thấy em phóng xuống một cái nha là anh tưởng là em giật mặt được rồi. Nó ghê thiệt anh, nó tới đó rồi mà nó vẫn còn chơi cái tiệc chiêu là che luôn khẩu trang mà thiệt. Hợp lý đúng không? Vì qua cái mùa dịch vừa qua chúng ta biết rằng lên những cái nơi mà đông người, chẳng hạn như những chuyến xe như thế này, cần phải bảo vệ mình bằng cách con cái khẩu trang. Không, nó ghê quá, nó hợp hay lý. Quá em mê quan quá. Tài không có cái sự cố tình nào ở đây cả. Em mê con Ngân quá anh, em mê con Ngân quá. Trời ơi, hai anh em tôi đổ dốc xuống cười luôn đó thiệt á. Nó lợi hại quá mà. Thôi thiệt ghét, làm đủ thứ, ngồi che mặt, che miệng, khẩu trang loại. Không, tại sao lại loại trong khi một cái tiết mục nó thông minh đến như vậy? Nhiều khi cái bạn này hát dở quá, rồi Ngân nó sợ lộ. Vì vậy nó cho mình làm một cái chiêu như vậy để cho cảm thấy bạn đặc biệt. Mình giữ bạn lại và sau đó mình ôm hận. Không, Ngân, em còn non lắm. Trời, từ mùa 4 qua mùa 5 mà vẫn còn non. Thấy ghét không? Tự nhiên thêm ba người kia vô đứng tràn ràng che hết mặt của con nhỏ. Sao? Bây giờ sao dòng siêu diễn này? Này quả phong thái này là hay đấy. Hay nha, hay nha. Hay đấy. Này, này anh ơi, anh ơi, che năm che sáu chi? Rồi tôi cũng thấy cái bờ môi nhúc nhích. Thấy chứ, con miếng lèm lèm mấy chữ cuối. Để chương trình hay hơn thì bây giờ để bạn ấy chọn lại được không? Xem bạn ấy muốn hát với ai đi. Bảo đảm đội mình ăn chắc mặt bền rồi mấy anh chị ơi. Hồi nãy đứng trên đó đó anh Nghĩa, đứng trên đó là nhìn giống diễn viên hài.
Đó, nhưng mà lúc mà đi xuống đây đúng là bạn này có cái dép ca sĩ thiệt. Đây, mà đây, vô đây, tình đây, một điều đây, nữa. Bắt đầu chém vô, gió vô, đây. Vô tình một điều nữa. Bắt đầu chém gió đây. Đây đây nghe, vô tình luôn, làm lộ bạn số 6. Một giây nãy em thấy bạn số 6 hay. Mà bây giờ ra diễn cho em nhìn bạn 6, em tỏ ý định ra rồi. Thôi, ông ba phải quá ông ơi. Ông đậu tôi cũng không theo ông được. Nó còn ở xong nó bỏ là phải rồi. Đi. Không hay. Không thiệt. Trường Giang vẫn nghĩ rằng không hay. Cậu này rất là nhanh nhẹn ha, rất là rất là kinh doanh một thứ trên sân khấu ha, nhưng mà cậu này chắc là diễn viên đấy, không hay đâu. Không hay đâu, không hay. Tiếp theo bạn số 6, mời em. Sao giận? Thần thái kiểu này là dở. Anh nghĩ anh thấy không? Bây giờ giận tới mức độ không muốn lên coi luôn. Mình còn một bạn nữa. Cô gái số 7, mời em. Trời ơi, tôi muốn bứt phá. Thôi về luôn anh Nghĩa ơi. Tôi muốn bứt phá. Ra ra, ra đi anh ẩm em về đi. Vô trỏng thưa ba má rồi. Đi, đi nè, vô này để ba má ẩm về nè con. Gái, gái cưng của mẹ. Bé như bây giờ tôi muốn làm gì ghẻ ghê vậy đó. Em ơi, nhưng mà thiệt ra hợp lý mà Thành. Anh, em nói thiệt. Em nể cô Ngân. Ờ. Em nói thiệt, em cảm thấy là cái cuộc thi này, nếu không có những người như cô Ngân, ở đâu ra cho có cái để mình cười anh. Nó hay quá. Ngân, anh thần tượng em. Nhưng mà anh chưa bao giờ gặp chị à? Gặp chị bao giờ? Đây là một tập đoàn lừa đảo. Em ơi, em tưởng Ngân chỉ là một người thôi. Một nhóm người tinh vi từng động tác như kiểu Money Heist vậy đó. Money Heist là phục. Gì? Money Heist là gì? Khá khen cho nhỏ không có biết một cái bộ phim đang nổi tiếng đình đám nhất trên thế giới. Nguyên mùa dịch vừa qua nhỏ nhà mà Nguyên ví dụ cứ bốn tiền tỷ em. Money em sẽ xem. Nó vẫn chưa biết. Thấy ghét không? Đó, xàm không? Mặt ác thì sao? Đầu tôi còn nghĩ mụn trời sao cái clip gì mà nó vô duyên, nó xàm dữ vậy không biết. Ai ngờ đâu tất cả những cái chi tiết đó nó để dồn cho cái chi tiết cuối cùng bác ăn rồi bác ở. Ê nó nghe nè, cái này mà người nước ngoài coi cái format này chắc ta cười chết ha. Người ta không nghĩ là đất nước mình là có những cái chuyện mà dám làm vậy luôn á, thiệt á chứ. Tôi không hiểu.
cái gì vậy Trung? Hát được, hát được. Người ta bị ho, người ta cố tình ta đeo khẩu trang vô cho lịch sự rồi. Em còn xà xuống em ngó nữa. Đợt đầu là nó cho ngồi ở đây, cái mình đàn xuống nó để khẩu trang che lời. Bây giờ nó biết mình làm chiếu cũ, người ta biết sao? Cho ngồi giữa biển luôn. Cho ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, đeo trước mặt mình luôn, kiểu trêu ngư đó. Làm gì tôi? Tại tình huống hợp lý. Cái ông này ông diễn vai ông bị ho mà, thì cái ông khách này mới cho mượn cái khẩu trang đó đeo vô giữ vệ sinh chung. Bởi vậy cảm ơn các hành khách, xe tới bến rồi, xuống. Bây giờ riết nó lộng hành quá rồi, nó để gì đó. Cái gì trời? Đăng 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 đăng. Được, sao được. Cúp điện rồi, không có karaoke gì được nữa hết. Được. Nó bắt mình đợi một cái đoạn nhạc dạo 3 phút rưỡi rồi nó cúp điện.